virus dại thì các bạn sẽ học cái tên virus đó là gì, rabbit virus. Họ có nói là Hadovida và cái giống gây bệnh dại là giống Lisa virus nha mấy bạn. Bài virus mình cũng học đầu tiên là đặc điểm vi sinh vật học, thì thứ nhất là hình dạng. Hình dạng thì virus dại nó dạng hình viên đạn nha. Về mặt kích thước thì nó tính bằng cái đơn vị là nanomet, có một số tài liệu nó ghi là 60-160 nanomet, một số tài liệu nó ghi là 80-160 nanomet. Về cấu trúc thì đối với virus dại này thì nó sẽ gồm có bốn thành phần, nhân ARN, vỏ sắp xếp, nó sắp xếp theo cái kiểu xoắn ốc. Enzyme của nó là ARN polymerase và cái thành phần màng bao bên ngoài của nó là gồm một cái lớp lipid kép và màu vàng này và cái gai nhú lycoprotein. Như vậy đây là cái cấu trúc của virus dại gồm có bốn thành phần, nhân ARN ha, vỏ capsid nó có một lớp vỏ thôi và lớp vỏ capsid. Vấn đề nuôi cấy thì đối với virus dại từ năm 85 tới giờ hiện tại người ta đã nuôi cấy thành công trên rất là nhiều loại tế bào, trong giáo trình của bạn cũng như là trong cái PowerPoint này chỉ giới thiệu vài loại tế bào thôi, nhưng mà thực tế nó nuôi cấy thành công trên rất là nhiều loại tế bào. Thí dụ như người ta nuôi cấy trên tế bào phôi gà, là cái cách người ta làm sao, người ta lấy cái phôi gà người ta nghiền nát ra, người ta tách tế bào những thứ không cần thiết thì người ta loại bỏ đi, người ta để tế bào vào trong một cái rắc thì giống như một cái chai vậy đó, mà trong đó nó có đầy đủ dinh dưỡng để tế bào nó có thể tăng trưởng được. Thì người ta bơm mẫu bệnh phẩm vào và cái con virus nó sẽ chui vào bên trong cái tế bào phôi gà để nó lấy nguyên vật liệu để nó có khả năng nhân lên về mặt số lượng để mà nó tổng hợp nên cái virus dại mới và nó lại tiếp tục xâm nhập vào cái tế bào khác. Đó là về nuôi cấy. Còn về sức đề kháng thì virus dại đó là một cái dạng virus có vỏ bọc, do đó là chúng ta chỉ cần sử dụng các cái loại hóa chất khử khuẩn mức độ thấp là chúng ta cũng có khả năng loại bỏ được virus dại. Hoặc là trong giáo trình mình có đề cập đến mình có thể xử lý nó bằng tia cực tím hoặc ánh sáng mặt trời hoặc là xà phòng đặc 20%. Hoặc là một số các cái loại dung môi lipid, trypsin hoặc là những cái chất tẩy rửa hoặc chất oxy hóa hoặc là những cái chất mà nồng độ pH cao hoặc là thấp đều có khả năng loại trừ được cái virus dại. Và tùy theo cái tình huống mà mình sẽ sử dụng các cái loại hóa chất cũng như các phương pháp này khác nhau. Chỉ nhắc một cái là đối với cái con virus dại này, nó có khả năng sống trong các cái mô não. Nếu mà mình bảo quản cái mô não ở âm 40 hoặc là 70 độ C thì nó có khả năng sống trong nhiều tháng, nhiều năm. Thì mình sẽ gặp một số những cái trường hợp mà bệnh nhân mà không bị chó mèo cắn nhưng vẫn mắc bệnh dại, thì mình phải xem xét lại coi có tiếp xúc nhiều với vô não của các cái bệnh nhân mà tử vong không rõ nguyên nhân hay không. Đó là đề cập đến cái sức đề kháng của virus dại. Về kháng nguyên thì đối với virus dại nó có 5 loại protein kháng nguyên, gồm có protein kháng nguyên R liên quan tới lycoprotein, protein kháng nguyên N là liên quan đến cấu trúc nucleocapsid, và hai loại protein liên quan tới cái màng và một cái loại protein liên quan tới cái enzyme của virus dại. Thì cái kháng nguyên này nó liên quan đến cái xét nghiệm huyết thanh học, tức là kháng nguyên kết hợp với kháng thể để mà phát hiện có cái tác nhân gây bệnh này có hay không có. Tuy nhiên xét nghiệm về mặt huyết thanh học đối với virus dại thì nó không có được phổ biến á, tại vì gần như bệnh nhân mà mắc bệnh dại là 100% tử vong là không có chờ đến mình làm cái xét nghiệm huyết thanh học lần một lần hai để khẳng định có nhiễm virus dại hay không. Do đó là ta chỉ làm trên mặt nghiên cứu thôi. Như vậy thì cho cô hỏi là hình ảnh nãy giờ đặc điểm vi sinh vật học của virus dại cô nói những cái phần nào rồi? Hồ chiết tính nè, đồng hồ chiết tính nè. Dạ có em cô. Dạ anh nghe. Dạ cô, là virus dại là nó có về kháng nguyên, nó có 5 thành phần kháng nguyên, còn về cấu trúc thì nó có 3 lớp, có 3 cái cấu trúc về cái lớp vỏ nhân với lớp capsid. Hỗn độn sao bị gì đó. Alo, chứ nãy cô nói là cái nhiệt độ mà dưới hóa chất bình thường có thể tiêu diệt được cái con virus dại ở ngoài môi trường. Ừ,
Ừ. Sao nó bị chập chập? Nha, hồi nãy giờ đang đề cập đến là một la mã là đặc điểm vi sinh vật học của virus dại. Thứ nhất là hình dạng vi này, virus này dạng hình viên đạn. Cấu trúc nó gồm có 4 thành phần chứ không phải 3 thành phần nha tính. Cấu trúc nó gồm có nhân ARN, vỏ capsid sắp xếp theo kiểu sóng ốc. Màng bao bên ngoài là gồm một lớp lipid kép và gai nhúi lipoprotein. Và một cái thành phần thứ tư đó là enzyme ARN polymerase. Được chưa? Rồi, ý thứ ba là nói về cái đặc điểm nuôi cấy thì virus dại nó không thể nuôi cấy trên môi trường nhân tạo mà chúng ta phải nuôi cấy nó vào trong tế bào. Thì từ năm 85 tới giờ đã có rất là nhiều khoa học đã đề cập đến cái vấn đề nuôi cấy virus dại trên tế bào và nuôi cấy được thành công trên rất là nhiều loại tế bào khác nhau. Mục đích là gì? Mục đích để mình sản xuất ra nhiều cái virus dại để mình có thể sản xuất vaccine phòng ngừa bệnh chẳng hạn. Được chưa? Hoặc là để mình sản xuất ra các cái test để mình làm xét nghiệm chẳng hạn. Còn về sức đề kháng thì đó là virus dại là một cái dạng virus nó có vỏ bọc, tức là có màng bao bên ngoài. Thành ra là chúng ta có thể sử dụng các hóa chất nhiệt độ thấp có khả năng tiêu diệt được nó, à, khử khuẩn mức độ thấp có khả năng tiêu diệt được nó, hoặc là ánh sáng mặt trời, hoặc là xà phòng đặc 20%, đó. Hoặc là những cái dung môi trypsin rồi đó, hoặc là những cái dung môi mà có pH quá cao hoặc quá thấp đều có khả năng loại bỏ được virus dại. Thì trong cái sức đề kháng này mình có nhắc đến một cái vấn đề là virus dại nếu như nó được bảo quản ở trong cái mô não ở cái nhiệt độ âm sâu thì nó vẫn có khả năng tồn tại một cái khoảng thời gian kéo dài, có thể là nhiều tháng, nhiều năm. Tức là khi cái con virus dại ra khỏi cái cơ thể bệnh nhân vẫn có khả năng sống một cái khoảng thời gian dài, tới khi nó có cái ngõ vào trong cái cơ thể một cái bệnh nhân khác thì nó sẽ phát bệnh. Được chưa? Về cái kháng nguyên của virus dại á, nó ít được ứng dụng để làm xét nghiệm huyết thanh học, tại vì gần như bệnh nhân phải tử vong 100% khi nhiễm virus dại không chờ mình làm cái xét nghiệm huyết thanh học. Đó là những cái ý chính mà nói trong một la mã. Bây giờ hai la mã là khả năng gây bệnh thì nói tới ba ý. Thứ nhất là đường lây, cái thứ hai là cơ chế gây bệnh và thứ ba là đặc điểm lâm sàng. Như vậy thì đường lây của virus dại hồi trước giờ mình biết đến bị chó cắn, mèo cắn là mình có khả năng nhiễm bệnh dại, thì bữa nay mình biết thêm một số các đường lây khác. Ví dụ như thông qua cái vết liếm, nhưng mà dĩ nhiên là phải da hay nên mình phải chảy xước, hoặc là mình hít virus dại, hoặc là mình nhận các cái tạng của các cái bệnh nhân nhiễm virus dại, đặc biệt là nhận giác mạc của bệnh nhân nhiễm virus dại thì mình có khả năng mắc bệnh dại. Đó là đường lây nha. Vector trung gian truyền bệnh dại thì thường mình biết đến 90% là chó mèo, nhưng mà ở đây người ta nói tất cả những cái động vật có vú đều có khả năng là vector trung gian truyền bệnh dại, do đó các bạn phải nhớ cái điểm này. Và đặc biệt trong các cái động vật có vú đó thì có con dơi, cái vết cắn nó rất là nhỏ, và đặc biệt là mình nghĩ rằng là mình ở đồng bằng chắc là mình sẽ không có dơi, nên mình sẽ không có đề cập hỏi đến vấn đề là có bị dơi cắn hay không. Thì ở đây dơi cũng là một trong những cái vector trung gian truyền bệnh dại ha. Như vậy thì thông qua các cái vector trung gian truyền bệnh dại thì cái con virus dại nó vào trong cái cơ thể của mình. Tức là một ngày đẹp trời nào đó mà mình đi ra đường, mình bị chó cắn, thì cái virus dại nó sẽ xâm nhập vào mô liên kết ngay cái vị trí vết cắn và theo dây thần kinh ngoại biên về thống thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy sống. Thì ở đây cái con virus dại nó sẽ tiếp xúc với các cái tế bào neuron thần kinh, cởi bỏ đi cái màng bao bên ngoài, xâm nhập axit nucleic vào bên trong và điều khiển cái tế bào neuron đó để nó hình thành nên cái cấu trúc mới của virus dại và lắp ráp đóng gói lại thành nhiều cái con virus dại mới, và cuối cùng là nó phóng thích ra khỏi cái tế bào neuron thần kinh đó bằng cách là nó gây tổn thương cái tế bào neuron thần kinh đó. Do đó nó sẽ biểu hiện ra những cái triệu chứng não
não bộ thì nó cũng đánh dấu à cái vị trí mà nó đã từng đặt trên đến đó bằng cách nó tạo nên cái thể Eugene. Thể này do nhà khoa học Nancy tìm ra thông qua việc là ông nó lấy mô não, ông nhuộm ra, ông thấy thể Eugene trong cái màu tương của tế bào. Và cái thể này là một trong những cái thể giúp cho mình khẳng định là có nhiễm virus dại. Dĩ nhiên là mình không thể lấy mô não của người để thực hiện, mà mình lấy mô não của các vector trung gian truyền bệnh dại để làm. Thì khi mình khẳng định là có thể nên si, tức là khẳng định những cái động vật đó là chắc chắn mắc bệnh dại, nhưng mà cái người mà bị nó cắn thì mình chỉ khẳng định được là khoảng 70-80% mắc bệnh dại. Lý do là... để mà khi cắn thì lại thông qua cái nước bọt đó đưa vào cái vị trí mà bị cắn để mà đi về hệ thống thần kinh trợ liên vào hệ thống thần kinh trung ương gây tổn thương được. Thật ra người ta nói à có thể nên si chỉ có 70-80% người mà bị động vật mắc bệnh dại cắn thì có thể mắc bệnh dại chứ chưa chắc là 100%. Được chưa? Còn về mặt biểu hiện lâm sàng thì người mắc bệnh dại người ta có thể đau đầu, có thể sốt đau, người ta có thể ảo giác, người ta có thể bị liệt hoặc là chứng sợ nước. Đó là do những cái tổn thương của cái tế bào neuron mà nó bị phá hủy thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số chức năng trong cái cơ thể của bệnh nhân. Nhắc lại cho cô coi coi cái hai La Mã này cô nói về cái vấn đề gì. Đoàn Anh Thoại coi. Đoàn Anh Thoại, cô làm cô nói về cái bệnh sinh à? Nó là sao? Dạ, virus dại là chủ yếu là lây truyền qua vết cắn và vết liếm của mắc bệnh dại. Một số ít thì nó có thể lây truyền qua đường hô hấp hoặc là do ghép giác mạc. Dạ, khi bị động vật dại cắn thì virus là từ nước bọt, virus từ nước bọt vào cơ thể rồi nhân lên ở cơ và mô liên kết tại vết cắn à? Và sau đó là virus theo dây thần kinh ngoại biên vào hệ thần kinh trung ương. Rồi, dòng xong đó là nói thêm cái đặc điểm lâm sàng của bệnh. Và ngoài ra là sự nhân lên của virus dại trong tế bào thần kinh trung ương là tạo ra là thể Eugene. Trong màu tương này được gọi là thể Negi. Dạ, cô nói là không phải là tất cả những cái trường hợp dạy đều có thể tìm thấy thể này ghi trong tế bào thần kinh. Khoảng 70-80% là cái trường hợp là có thể tìm được thôi. Còn khoảng 20% là trường hợp là không tìm thấy thể này ghi. Chỉnh lại chỗ này chút nha. Thể nên ghi là mình sẽ chắc chắn là mình sẽ thấy được ở cái mô não của những cái động vật nghi ngờ bệnh dại cắn. Và động vật bị mắc bệnh dại thì chắc chắn là có. Nhưng mà cái người mà bị cái động vật đó cắn chưa? Như vậy thì cái xét nghiệm nào em có thể khẳng định được có virus dại trong cơ thể bệnh nhân? Xét nghiệm nào có thể em giúp em khẳng định có virus dại trong cơ thể bệnh nhân vậy Đoàn Anh Thoại? Xét nghiệm nào? Em triển khai những cái loại xét nghiệm nào để có khả năng chẩn đoán được virus dại trong cơ thể bệnh nhân? Thì một trong những cái xét nghiệm mà mình có thể dựa vào cái cấu trúc của virus dại để mình nhận biết được là thông qua soi với kính hiển vi điện tử thì mình sẽ thấy được virus dạng hình viên đạn ha. Đó là một trong những cái nét đặc trưng của virus dại. Cái xét nghiệm thứ hai là mình phân lập virus bằng cách là mình lấy mẫu bệnh phẩm nước bọt hoặc nước tiểu hoặc là não của cái động vật nghi ngờ bệnh dại, mình cấy vào não trục bạch sơ sinh 2 đến 3 ngày tuổi và mình sẽ phát hiện được cái tình trạng viêm não liệt mềm ở những con chuột này và mình có thể làm phản ứng miễn dịch quỳnh quang để mình khẳng định là có virus dại trong cái cơ thể bệnh nhân hay không. Còn xét nghiệm huyết thanh học thì mình ít sử dụng trong cái chẩn đoán. Tại vì cô nói là gần như 100% bệnh nhân mắc bệnh dại tử vong nên không có chờ mình làm xét nghiệm ha. Và cái xét nghiệm hiện giờ thì mình có thể làm kỹ thuật sinh học phân tử để có thể khẳng định được có virus dại trong cơ thể bệnh nhân hay không. Một ý nữa nhắc là khi mà mình bị động vật nghi ngờ bệnh dại cắn thì mình nên rửa cái vết thương bằng xà phòng trong khoảng thời gian 15 phút và tránh khâu vết thương sớm, trừ những cái vết thương mà chảy máu ồ ạt hoặc là những cái vết thương ở mặt thì mình có thể tiêm ngừa uốn ván
Và cho kháng sinh trong cái giai đoạn này, kháng sinh dĩ nhiên là không phải diệt virus dại mà để loại bỏ những cái con vi khuẩn trong miệng của cái động vật nghi ngờ bệnh dại cắn mình, thì trong đó có rất là nhiều loại vi khuẩn ha, và mình sẽ chỉ định huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Như vậy là đó là về ba la mã, còn bốn la mã phòng và điều trị. Thì đầu tiên đó là mình phải phòng không đặc hiệu, thì mình sẽ có vaccine là HDCV và Verorac. HDCV thì mình sẽ xài được cho phụ nữ mang thai và trẻ suy dinh dưỡng luôn, còn Verorac là xài được cho cái đối tượng của mình đây nè. Cái lịch phòng ngừa của mình là 3, 5, 7, 14 hoặc ngày 28, hoặc là lịch này nó có thể thay đổi vài ngày, thực tế nó có thể thay đổi vài ngày. Còn cái huyết thanh kháng dại thì mình sẽ chích cùng với cái mũi vaccine đầu tiên ha. Và cái nồng độ kháng thể mình đánh giá đạt yêu cầu hay không thì khoảng là 0,5 đơn vị UI trên ml trong khoảng 2 đến 4 tuần sau khi mình chủng ngừa vaccine. Còn huyết thanh kháng dại thì mình sẽ chỉ định trong cái trường hợp là những cái vết thương ở đầu mặt cổ, bộ phận sinh dục, hoặc là niêm mạc bị xúc vật nghi ngờ bệnh dại cắn, hoặc là những cái vết cắn nhiều chỗ, hoặc là đối tượng trẻ em tiếp xúc với virus dại, thì mình sẽ chỉ định huyết thanh kháng dại. Tuy nhiên là khi có chỉ định huyết thanh kháng dại thì đưa bệnh nhân vào trong cái phòng cấp cứu để nó tránh những cái tình trạng là sốc phản vệ do huyết thanh, thì mình sẽ xử lý liền. Và khi chích huyết thanh thì mình không có chỉ định bơm trực tiếp là bơm nhanh ha, mà mình phải truyền từ từ để mình đánh giá cái phản ứng của cơ thể đối với cái huyết thanh. Mà không gì huyết thanh kháng dại mà tất cả các loại huyết thanh các em đều phải xử lý. Cô ơi, cho em hỏi chỗ này được không ạ? Sạch 40 đơn vị. Cô ơi, như em ví dụ đó, dạ thưa cô, ví dụ như một người phụ nữ mang thai mà bị chó cắn mà ở độ 3, cô mình chỉ định huyết thanh kháng dại luôn được không ạ? Ở thai phụ thì người ta vẫn có chỉ định đối với huyết thanh kháng dại. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, mình nhưng mà tùy theo là người ta sẽ lựa là cái huyết thanh của ngựa hay của người, mà thông thường người ta sẽ thay cái huyết thanh của người thế này để tránh cái phản ứng phản vệ của cái huyết thanh nha. Nhưng mà vấn đề là người ta sẽ theo dõi cái quá trình mà tiêm huyết thanh nó như thế nào ha. Nha. Thì ở đây của ngựa thì mình chích 40 đơn vị bạc ký, tức là người 50 kg thì mình chích 2.000 đơn vị. Còn của người thì mình chỉ chích là 20 đơn vị bạc ký, tức là 50 kg thì mình sẽ chích là 1.000 đơn vị thôi. Do đó là khi mình tiếp xúc với động vật thì mình coi nó có giấy chứng nhận tiêm chủng hay chưa, tức là nó có cái vòng đeo ở cổ chưa. Nếu có vòng đeo ở cổ tức là nó đã được tiêm chủng người dạy, còn chưa có thì nó chưa được tiêm chủng ha. Rồi đó là cái ý, chỉ những cái ý chính trong cái bài virus dại ha. Cái bài này nó là ngắn trong khoảng mấy phút ha, tại vì nó là 5 bài trong một tiết. Trong những cái virus kia bệnh thường gặp khác đó là 5 con ha. Thì đó là cái nội dung trong cái virus dại. Các bạn có hỏi cái gì nữa không? Các bạn vô cái classroom á, trong đó nó có cái quyết định của Bộ Y tế hướng dẫn về cái chủng ngừa khi bị động vật nghi ngờ bệnh dại cắn á, với lại đưa ra cái tình huống lớp trưởng ơi, có vô được cái lab room không lớp trưởng ơi? Dạ không. Hả? Là sao? Dạ, chưa được. Chưa được hả? Tôi có lại cái đường link đó trên cái trang chat này, các bạn có thể vô trong đây. Để các bạn phải vô trong đây, các bạn là bài tập chứ, các bạn phải vô trong đây. Trong đây nó có ngân hàng câu hỏi về cái bài của tôi, xong rồi các bạn phải làm thử các cái câu hỏi mà tôi đưa ra, rồi các bạn phải nhận xét nó đúng hay là nó sai đó. Chứ không vô làm mà sao mà biết đường, mà thi mà biết đường ta đang hỏi cái gì đó. Cái này là phải hoàn thành trước cái thi 2 tuần nha. Tôi có cái bát qua nữa, các bạn vô cái chỗ chat đó nha, rồi các bạn nhấp vô cái link đó thử, thì tôi gửi cái mã lớp học.
Dạ coi cho em hỏi gì. Ở trong cái câu hỏi của đưa ra có một vài câu nó bị sai đúng không con? Đúng rồi, có 30% cái câu hỏi nó bị sai, phải nhìn ra cái câu sai rồi phải phản hồi với tôi, rồi lúc có đề thi mới không có hỏi gì hết, mới không có phản hồi thi đúng hay sai nữa. Được chưa? Tôi Nói đi thì bị xúc vợ cá đó cô, mình phải rửa một xà phòng trước đi cô, để cái xà phòng nó có khả năng loại bỏ cái cấu trúc lipid của cái con rabbit virus, là con virus dại, nó phá vỡ cái cấu trúc virus dại, nó không về được cái hệ thống thần kinh trung ương, để nó gây tổn thương các tế bào neuron, nó mới biểu hiện ra triệu chứng lâm sàng. Nếu như mà mình xà phòng mà loại bỏ được nó không gây bệnh. Yeah. Mình rửa cột chứ được không? Hả? Nếu mà rửa dùng như mình tồn thôi, được chứ được không? Thì vẫn được. Tại vì đã nãy bà không có coi cái sức đề kháng nha. Trong cái sức đề kháng nó nói rằng virus dại đó là virus có vỏ bọc, do đó là mình cũng có khả năng sử dụng các loại hóa chất khác ngoài cái xà phòng đó. Thì cồn cũng thử được, cồn nó có khả năng phá vỡ cái màng của virus dại, là vón cục cái nhân ARN của virus dại vẫn có khả năng loại bỏ được virus dại. Dạ em cảm ơn cô. Cảm ơn cô ơi. Cô nãy cô nói cấu trúc của virus dại là có 4 thành phần, trong giáo trình nó ghi là 3, vậy còn cái thành phần nữa là cái gì cô? Là nhân ARN, vỏ cấp xếp dạng xoắn ốc, màng ba bên ngoài gồm có lipid và gai nhú glycoprotein, và cái thành phần là enzyme ARN polymerase. Dạ. Còn gì nữa không? Ủa, cô ơi nhập mã rồi mình đi đâu tiếp nữa cô? Em enter nó không có lên. Em vô cái classroom, em nhập mã thì nó sẽ vô cái phần mà chỗ bài tập á, cái folder bài tập á, em kéo xuống thì nó sẽ có cái phần là PowerPoint bài giảng của tôi nè, rồi xong rồi một cái phần mà gọi là tự học nè, để sinh viên có phản hồi gì thì copy lên đó, và cái phần ở dưới nữa là bài tập. Trong cái bài tập em nhấp vô cái bài, ví dụ như rotavirus, thì trong đó nó sẽ có cái Google Form, trong cái Google Form đó nó sẽ có từng cái câu hỏi, mấy trăm câu hỏi gì đó của cái bài đó, trắc nghiệm rồi đó. Dạ cô ơi, vậy là nếu như là động vật có vú cắn thì mình sẽ tư vấn người ta đi ngừa hả cô? Đúng rồi, tiêm ngừa dại. Thì phổ biến nhất vẫn là chó mèo 90%, nhưng mà những cái động vật khác ví dụ như heo rồi chẳng hạn, cũng có cắn, như heo nái cũng có cắn gì đó, thì vẫn chích ngừa dại. Cô ơi, có thông báo là không tìm thấy liên lớp của bạn, trên liên kết của bạn là sao vậy cô? Chút nữa học xong đi, từ từ làm chút đi, nó chắc chắn là nó vô được. Có ba em phải nhỏ cái mạng lớp học này. Được chưa? Giờ qua bài mới nha, học có nói ngoài lề chút nữa nghe qua bài mới. Rotavirus. Rồi. Rồi. Cho em hỏi đi cô. Lúc trước em là một trường hợp đó, thì người ta sợ có người cá cô. Cái người ta vô, người ta bắt người ta. Người ta muốn làm khó này. Người ta hỏi tôi chích ngừa dại uống bé đó cô, nhưng mà tư vấn sao cô? Là sao? Thì cho người ta vô trong cái chỗ mà chích ngừa dại, hay là lúc đó bác sĩ ở đó để giải quyết? À em ở đó hả? Hay là em ở chỗ khác? Dạ em ở đó. Thì em ở đó thì cứ theo văn bản mà làm. Cô nói là em vô cái classroom á, trong cái classroom á nó có một cái file do Bộ Y tế ban hành về phòng ngừa dại, đối tượng nào bị con gì cắn, bao nhiêu mũi, trong đó nó có, được không? Nó có khoảng trong đó có cái quyết định hình như là 1962 hay đó vậy. Cái đó là văn bản do Bộ Y tế ban hành, những cái trường hợp nào là chủng ngừa dại và cái loại vaccine chủng ngừa dại là loại nào, cái thời gian là bao lâu, rồi trong đó nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của em. Rồi tiếp theo là rotavirus nha. Rotavirus thì cũng giống như virus dại á, thì họ của nó là Reovida ha. Tên của nó là rotavirus. Tại sao mình phải học bài rotavirus? Tại vì rotavirus thì nó sẽ gây tiêu chảy ở trẻ nhỏ, nó chiếm tỷ lệ khoảng 27 cho đến 40%.
Về phân nhóm thì nó có 6 nhóm A, B, C, D, E, F, thì trong đó có 3 nhóm gây bệnh ở người A, B và C. Đấy chưa? À, đặc điểm vi sinh vật học thì về hình dạng nó có dạng hình bánh xe ha. Kích thước nó tính bằng đơn vị nanomet, 60-70 nanomet ha. Về cấu trúc thì nó chỉ có 3 thành phần thôi nè bạn. Nhân A là N gồm có 11 mảnh kép, và sự sắp xếp các cái mảnh kép này thì quyết định thứ tiết của rotavirus. À, vỏ cáp xít thì ở đây nó có 2 lớp vỏ cáp xít, một lớp vỏ cáp xít hình khối đại diện bên trong và một cái lớp vỏ cáp xít hình cầu phía bên ngoài. Và cái enzyme của nó là ARN polymerase, được chưa? Về nuôi cấy thì nó cũng nuôi cấy thành công trên nhiều loại tế bào. À, về sức đề kháng thì ở đây là rotavirus là dạng cái virus không có vỏ bọc, do đó là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình trở lên mới có khả năng tiêu diệt được rotavirus ha. Nhưng mà chúng ta chú ý một điểm là cái chloramin B cũng là một cái hóa chất khử khuẩn trung bình, tuy nhiên nó không có loại bỏ được cái con rotavirus, do đó là một số bé mà nó đi bơi á ha, nó uống phải cái nước mà có nhiễm rotavirus thì nó vẫn có khả năng tiêu chảy do rotavirus. Được chưa? Nhắc lại ha, rotavirus là virus không có vỏ bọc, do đó là mình phải sử dụng các loại hóa chất mà khử khuẩn mức độ trung bình trở lên thì mới có khả năng tiêu diệt được rotavirus. Riêng cái chloramin B là cái hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình, nhưng mà người ta nghiên cứu đánh giá thì người thấy rằng là nó không loại bỏ được cái con rotavirus này, đó là cái điểm đặc biệt riêng dành cho con rotavirus đó. Về kháng nguyên thì cái kháng nguyên chung cho tất cả các cái con rotavirus thì nó nằm ở cái lớp vỏ cáp xít bên trong, còn cái kháng nguyên đặc hiệu khẳng định nhóm A, nhóm B, nhóm C gì đó thì nó nằm ở cái lớp vỏ cáp xít bên ngoài. Về thứ tiếp thì rotavirus nó có 6 cái tiếp khác nhau, và rotavirus nó có một cái đặc điểm là miễn dịch tiếp, đó là em đã nhiễm tiếp này rồi thì cả đời em sẽ không nhiễm tiếp này nữa mà em sẽ nhiễm tiếp khác, được chưa? Rồi nhắc lại về cái đặc điểm vi sinh vật học của rotavirus thôi. Các bạn nhắc về cái đặc điểm vi sinh vật học của rotavirus thôi. Bạn Cao Thị Ái Duy coi. Cao Thị Ái Duy. Dạ nghe cô ạ. Con nhắc về cái đặc điểm vi sinh vật học của rotavirus. Dạ, điểm vi sinh vật thì cấu trúc của nó thì nó có 3 thành phần ạ. Đi từ hình dạng kích thước cấu trúc đi cho đúng bài coi. Đi cho đúng cái bài coi. Dạ, nó có hình về hình dạng của nó là nó có hình bánh xe. Đó gì nữa? Kích thước. Dạ, kích thước của nó là từ 50 đến 60 nanomet hoặc từ 60 đến 70 nanomet. Rồi, kích thước cấu trúc. Nó cấu tạo bởi hai thành phần cơ bản là nhân và vỏ cáp xít. Và virus thì nó không có cái màng bên ngoài. Cấu trúc gồm mấy thành phần vậy? Dạ, cấu trúc của nó thì gồm 3 thành phần. Nhân là gì? Nhân thì gồm có 11 mảnh kép ARN. Vỏ thì được cấu tạo bởi 32 xếp thành trục đối xứng và chia làm hai lớp. Lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài. Kháng nguyên thì nó có 6 tiếp. Kháng nguyên thì nó có kháng nguyên bên trong, kháng nguyên bên ngoài. Dạ, virus rô ta thì nó có hai loại kháng nguyên và kháng nguyên chung cho tất cả các tiếp huyết thanh nằm ở lớp vỏ bên trong, và kháng nguyên đặc hiệu thì nằm ở lớp vỏ bên ngoài. Hiện nay người ta xác định được là 6 tiếp virus rô ta. Về cái khả năng gây bệnh của rotavirus nghe cài bạn
Đặng Hoàng Đức ha. Đăng Hoàng Đức thì IA 35 nè. Bạn Đức cho biết cái khả năng nghe giọng của cô ta. Em xài một link, em xài một cái em cho biết cái khả năng gây bệnh của rotavirus này. Là khả năng gây bệnh của rotavirus là lây qua đường tiêu hóa. Rồi. Sau khi phân là qua đường tiêu hóa, virus đến từ bộ phát triển sẽ liên lạc được do làm tổn thương các tế bào của những bao gồm gây lộ tự bài tiết và ấp thu nước ở những mạch buồn sẽ bị tiêu chảy. Tại ra còn cần hai sự hấp thu đường từ các ca lớp làm giảm hấp thu đường đau trong thực ăn. Sau thời gian hỗ trợ 1 đến 3 ngày bệnh bắt đầu xuất hiện với tiêu chảy và nước do mũi tốt nhẹ. Triệu chứng ngon mũi là dấu hiệu đặc trưng của tiêu chảy do thực ăn. Hay là mẹ là mình sẽ giải thích về cái khả năng gây bệnh của rotavirus ha. Đường lây là mình lây theo đường tiêu hóa, phân miệng là đúng rồi đó, được chưa? Rồi mình ăn phải, mình uống phải, mình nuốt phải rotavirus thì rotavirus nó đi vào đâu? Nó sẽ đi vào trong niêm mạc ruột non, nó đến các cái tế bào dung mao ở ruột, đến cái phần quai ruột. Quai ruột ở đây nó sẽ có hai thành phần, cái phần là tế bào dung mao và cái hai là cái mít thì đứt. Cái mít thì đứt rồi. Nó bị ồn bên đây á. Thì khi nó đến quai ruột thì nó sẽ tìm đến cái tế bào dung mao ở ruột. Như vậy giải thích cái cơ chế gây bệnh của rotavirus như thế nào. Thì đầu tiên là cái lớp vỏ capsid của rotavirus nó sẽ bám lên trên cái tế bào dung mao ở ruột. Nó sẽ co bóp tấm bóp, đẩy axit nucleic vào bên trong, tức là xâm nhập theo cơ chế co bóp tấm bóp của lớp vỏ capsid. Và như vậy thì cái axit nucleic của rotavirus là ARN nó sẽ điều khiển cái tế bào dung mao ở ruột để nó tổng hợp nên các cái thành phần cấu trúc của rota, bao gồm nhân ARN, bao gồm lớp vỏ capsid, bao gồm enzyme ARN polymerase. Sau đó nó sẽ thực hiện cái quá trình lắp ráp đóng gói lại thành những cái con rotavirus mới và nó sẽ giải phóng ra khỏi tế bào dung mao ở ruột bằng cơ chế phá hủy. Thì khi phá hủy tế bào dung mao ở ruột thì mình coi lại cái chức năng của tế bào dung mao ở ruột là hấp thu, còn cái chức năng của cái vùng hẻm tuyến là bài tiết. Như vậy là lúc này hấp thu giảm thì nó mất đi cái thế cân bằng giữa hấp thu và bài tiết thì bài tiết tăng. Đây là cái cách mà người ta giải thích cơ chế tiêu chảy do rotavirus ha. Về đặc điểm lâm sàng. Đặc điểm lâm sàng của một người nhiễm rotavirus ha, thì người ta sẽ có nôn ói, sẽ có sốt, sẽ có tiêu chảy kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày. Và đặc điểm phân do rotavirus thì nó không có máu nhưng mà có nó ít chất nhầy và ít khi mình thấy bạch cầu trong phân. Đó là cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm rotavirus. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta xác định được là trong cơ thể bệnh nhân này có nhiễm rotavirus ha bạn Danh Tùng? Bạn Danh Tùng đâu? Làm thế nào em có thể khẳng định được là bệnh nhân này nhiễm rotavirus không phải là tác nhân khác? Dạ nghe không? Em làm thế nào để em khẳng định được là trong cơ thể bệnh nhân này có nhiễm rotavirus? Làm thế nào để em khẳng định được là bệnh nhân em làm xét nghiệm nào để em có thể chẩn đoán được rằng là bệnh nhân này nhiễm rotavirus chứ không phải là con virus khác? Hả? Xét nghiệm nào để chẩn đoán được á? Cô là đọc bản sách với thông tin điện tử luôn.
Đúng rồi, nó có một cái dạng hình, dạng đặc hiệu là dạng hình bánh xe ha, có một cái bánh xe đạp á, nó có cái trục chính giữa và có cái canh xung quanh đó. Nó là dạng cấu trúc như vậy, nó lại là đặc hiệu cho nó, do đó mình có thể quan sát kính hiển vi điện tử thấy được. Rồi gì nữa em? Dạ cô, là các phản ứng miễn dịch. Nhờ phản huyết thanh học là kháng nguyên kết hợp với kháng thể, thì ở đây mình có thể làm bằng kỹ thuật ELISA, mình có thể làm xét nghiệm quỳnh quang, có thể làm xét nghiệm bổ thể, hoặc là đơn giản là mình chỉ làm các cái test nhanh thôi, lấy mẫu phân quả với nước muối sinh lý, lấy 50 microlit mình nhỏ vào hai mạch là dương, thì nó là nhiễm rotavirus. Đó là một trong những xét nghiệm mà nhanh nhất, trong khoảng 15 phút là có thể trả lời được cái kết quả là có nhiễm rotavirus hay không đó. Có thể làm được cái đó. Rồi gì nữa em? Dạ cô, là điện di tức phần test ARN. À, điện di tức là em có một cái máy trong đó em ghim điện đúng không? Thì chính giữa của cái máy điện di nó có một cái khay để đựng cái dung dịch, thì người ta đựng đó là dung dịch ethylene bromide. Rồi sau đó người ta lấy cái khối thạch agarose, thì các bạn hình dung nó như là một cái khối thạch rau câu mình hình dung vậy. À, sau đó người ta dùng cái thước đó, người ta đâm xuyên qua thạch để tạo những cái đường rãnh và người ta đục cái lỗ ở trên. Như vậy thì người ta sẽ đổ nhiều cái mẫu bệnh phẩm lên trên đó. Thì người ta sẽ bỏ cái khối thạch agarose đó vào dung dịch ethylene bromide và người ta ghim điện, thì trong đó nó có một cái cuộc chạy đua marathon, cái nào mà kích thước của tiếp nào mà nó nhanh, nó ngỏ, nó gọn, nó nhẹ thì nó chạy nhanh, còn cái nào mà nó mập thì nó chạy chậm. Khi nó chạy thì mình đâu thấy được, thì mình sẽ vớt cái thạch agarose đó mình để lên trên cái đèn UV mình chụp, thì nó sẽ ra cái vạch đen, và cái vạch đen nó sẽ so với vạch chuẩn để mình quyết định nó là tiếp nào. Đó là cái cách làm kỹ thuật điện di. Tuy nhiên nó không được phổ biến ở tất cả các cái cơ sở khám chữa bệnh, lý do là khi thì chỗ nào là ADN thì nó sẽ đột biến cái cúc ADN, thì dễ đến người ta dễ bị ung thư, nên ít được phổ biến ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ có làm nghiên cứu thì người ta tập trung vô người ta làm thôi. Rồi đó là cái xét nghiệm thứ ba. Như vậy còn xét nghiệm nào khác nữa không? Còn xét nghiệm nào khác nữa không? Dạ có. Còn xét nghiệm sinh học phân tử, mình có thể làm real time PCR hoặc là giải trình tự để phát hiện ra cái cấu trúc toàn bộ cái bộ gen của rotavirus, có thể làm được cái đó nữa. Đó là các loại xét nghiệm. Như vậy thì tôi sẽ hỏi nè, kính hiển vi điện tử là bạn phát hiện cái gì của cái con rotavirus? Còn cái test nhanh là phát hiện phân tử thì nó sẽ dạ câu là hình dạng độ lớn và cấu trúc. Như vậy thì các bạn phải chú ý các câu hỏi người ta có thể hỏi, và ta hỏi xét nghiệm nào nhanh nhất có thể chẩn đoán được rotavirus, và xét nghiệm nào có thể phát hiện được cái thành phần kháng nguyên của rotavirus, hoặc là xét nghiệm nào có thể phát hiện được gen A là em của rotavirus. Như vậy là các bạn phải chú ý để mà trả lời, được chưa? Rồi. Ở đây nói thêm một thành ra mà nó bú sữa mẹ thì nó sẽ có cái kháng thể IgA. Kháng thể IgA này nó có khả năng bảo vệ cơ thể bé trong một khoảng thời gian. Thì nồng độ kháng thể thì nó sẽ giảm dần theo thời gian, do đó người ta khuyến cáo là bé 6 tháng đến 3 tuổi thì dễ bị mắc bệnh. Rồi 6 tháng thì bé nó ăn dặm, 5 tháng bắt đầu nó ăn dặm thì cái nguy cơ tiếp xúc với rotavirus là có. Do đó người ta khuyến cáo là nên chủng ngừa trước cái giai đoạn này. Còn nhiễm rota là miễn dịch tiếp, tức là mình nhiễm tiếp này rồi mình không có nhiễm tiếp này nữa mà mình nhiễm tiếp khác. Còn phòng ngừa thì ở đây mình nói là họ lây theo đường phân miệng tiêu hóa, thì mình phải tìm những cái cách nào đó, ví dụ như vệ sinh tay nè, ví dụ như là ăn chín uống sôi nè, để mà loại bỏ rotavirus trước khi mà nó có khả năng xâm nhập vào cơ thể của mình. Còn lỡ nó xâm nhập vào rồi thì mình chú ý là mình phải chủng ngừa vaccine trước. Vaccine ở đây mình sẽ có hai loại, Rotavirus và Rotatest. Rotavirus và Rotatest này là virus sống giảm độc lực và sử dụng cho đường uống, bé chỉ uống. Cái thời điểm bé uống là Rotavirus là bé uống liều đầu tiên khi bé được 6 tuần sau sanh. Liều thứ hai là sau đó 4 tuần. Và liều thứ hai thì có thể thay đổi cái lịch, lý do là bé nó sốt tiêu chảy hay là bệnh lý cấp tính nào đó thì mình không chủng ngừa, thì mình có thể kéo dài thêm 4 tuần nữa. Và mình không nên kéo quá 24 tuần, hiệu quả vaccine nó sẽ giảm xuống.
Rotatest thì mình sẽ sử dụng 3 liều khi bé được 2, 4 hoặc là 6 tuần. Và cứ cách 4 tuần như vậy thì mình sẽ sử dụng cái liều thứ hai, và cách 4 tuần nữa mình sử dụng liều thứ ba. Và liều cuối cùng thì không nên quá 32 tuần, hiệu quả vaccine nó sẽ giảm xuống. Còn một vấn đề nữa là bây giờ mình sử dụng Rotatest, Rotarit rồi mà nó hết vaccine Rotarit, mà nó có vaccine Rotatest mình có thể xài được hay không? Thì ở đây người ta nói là xài được. Tuy nhiên khi xài thì phải tuân thủ theo cái liều của cái loại vaccine thứ hai. Đó là cái mà người ta khuyến cáo đối với vaccine phòng ngừa rotavirus. Ở đây là nó là dạng dung dịch, thành ra là bé nó rất là dễ uống, không có chích gì đâu ha. Thì đó là nội dung về cái bài rotavirus á. Các bạn có trao đổi gì ở đây không? Đó là cái nội dung chính trong cái bài rotavirus này. Các bạn có trao đổi gì về cái bài rotavirus không? Cô cho em hỏi, tại vì bữa nay mình sử dụng cái PCR nhiều quá cô ha, thì mình thấy thì bây giờ những cái xét nghiệm liên quan tới nhân ADN thì mình đi dùng PCR được hết không cô? Nó cũng không phải là hết, tùy theo cái dạng mà tác nhân gây bệnh nó phổ biến hay không phổ biến thì nó mới có kit trên thị trường. Còn nếu nó không phổ biến thì mình phải đi tìm cái primer của nó, rồi sau đó mình phải thiết kế cái mồi, rồi sau đó là mình mới triển khai được cái kỹ thuật real-time PCR. Gần như tất cả các dạng virus nó đều có, tức là người ta về mặt nghiên cứu cả đều có liên quan đến kỹ thuật sinh học phân tử để chẩn đoán. Dạ, cảm ơn cô. Có trao đổi gì đây không? Bây giờ như thế này nè, đối với phần vi sinh á, các bạn không có nên học thuộc lòng, tại vì các bạn học thuộc lòng là bạn không nổi, tại vì nó nhiều bài quá. Nội một cái bài gọi là virus gây bệnh thường gặp đi, một cái bài đó phân ra có một tiết à, nhưng mà nó có tới 5 con tổng, hiểu không? Thành ra một tiết mà 50 phút mà học 5 con mà mình ngồi mình tụng thuộc lòng sao mình tụng nổi, mình không có nhớ được, đúng không? Thì khi mình nhớ không có được là mình không biết làm sao mà cho nó nhớ được hết tất cả, thì các bạn có thể soạn theo theo gộp chung đó. Ví dụ như là hồi nãy tôi giảng cho bạn là rota, nó có hình dạng, chỉ bên đây rota nó hình bánh xe, virus dạy nó hình viên đạn, đúng không? Kích thước tính bình vị nanomet, đúng không? Cấu trúc nó gồm mấy thành phần thì các bạn có thể liệt kê ra, rồi sau đó các bạn chỉ so sánh những cái điểm giống, những cái điểm khác để mình học thôi, chứ mình gọi mình tụng hết chắc mình không có nhớ được đâu, được không? Các bạn soạn ra theo cái kiểu mà mình so sánh giữa con này với con kia, thì khi người ta hỏi, người ta có thể hỏi từng con, ví dụ như rota có cấu trúc nào sau đây, hoặc là rota nó có cái tế bào ái tính của tế bào nào, hoặc là cơ chế gây bệnh của rotavirus là gì, đó là người ta hỏi từng con. Còn khi ta hỏi là virus nào sau đây có nhân là ARN, người ta ghi là HPV, rồi hạt bét, rồi người ta ghi là rabbit virus, rồi người ta ghi là tất cả đúng, thì các bạn dựa trên cái bảng so sánh thì các bạn sẽ chọn được cái đáp án. Còn không thì các bạn phải học tới 3 bài đó, thì các bạn mới nhớ được, hiểu không? Đối với vi sinh chắc mấy bạn ngồi soạn lại thì đừng có soạn một mình ơn, mà chia ra cái nhóm này soạn cấu trúc, nhóm này soạn hình dạng, nhóm này soạn cơ chế gây bệnh, và nhóm này soạn xét nghiệm. Như vậy thì các bạn mới có thể nhớ được, mới thi được, mới làm bài được. Cô có đố kích thước không cô? Đố kích thước đó gì nữa? Kích thước thì phần của tôi không hỏi, nhưng mà ví dụ như là 60, 70, 42, 27 hay là 100 hay là 120 thì tôi không có hỏi. Nhưng mà thầy cô khác thì có thể hỏi. Ai cản được đâu hả? Đó. Như tôi chỉ hỏi bạn virus, đơn vị tính của nó là nanomet, mà bạn nguyên micromet tôi cho bằng gớt là phải rồi. Tính milimet tôi cho bằng gớt là đúng rồi. Đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa?
Bây giờ các bạn soạn ra, các bạn học nha. Rồi bữa nay á, là bây giờ nè là tôi ngưng giảng, tôi không giảng nữa, để cho các bạn vô cái classroom các bạn làm hai cái bài tập Rota với lại Rabbit Virus đi, được chưa? Các bạn làm trên đó là nó có cái giờ á, tức là cái giờ nào các bạn vô các bạn làm, để mà các bạn để tôi đánh giá ở các bạn nắm hơi được cái vấn đề mình nãy giờ tôi nói không, được chưa? Ngày mai học luôn nữa được không bạn, hay là thứ mấy học, ngày mai mấy giờ được? Lớp A đâu rồi? Lớp A tiết 1, tiết 2, tiết gì? Buổi chiều cũng được. Thôi các bạn tự thảo luận với nhau đi rồi cho tôi biết ha. Bây giờ thì vô classroom làm việc đi, được không? Được. À, ngày mai học đi. Ủa cô đi ra không hả? Ủa lát gom cô chưa chỉ vô mà tự nhiên cô ra không? Lát gom tôi vô có được đâu? Không có vô được. Cô nói vậy chứ xíu cô chỉ rồi đã rồi sao cô ra không vô? Cái mã nhập cái mã đó mọi người. Không có phải đang nhập mà là bấm vô nó chưa. Cái mã đó. Bấm vô nè. Tôi bấm vô là không thấy lớp luôn. Nó nghe nè. Đây lại lớp học. Nhập bằng cái mã cái lại lớp học xong rồi cái mã cô nhắn gửi ở dưới cái link dịch không xong rồi mình nhắn tham gia là vô, tôi vô được rồi nè. Ừ, share màn hình đi Minh. Yeah. Minh làm được share màn hình cho mọi người thấy đi, trình bày ngay hả? Ừ. Anh hình như là cái mã số sinh viên á là không có vô được, có em mới đăng xuất cái mã số Gmail cá nhân á thì nó vô được cái chỗ hiện là mã lớp học rồi đó anh. Ủa vậy là Gmail cá nhân mới được hả? Hồi nãy em vô cái Gmail mọi người Gmail của sinh viên á thì nó không có vô được, nhưng mà em mới đăng nhập bằng cái mail cá nhân thì nó hiện ra được cái lớp học rồi cái mã số để